Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhé. Trong thời gian giữa hai tập mình có farm thêm thịt bò nè, cũng như là bắt được một con skeleton và cho vào cái mini mob farm này để cho nó ra thật là nhiều xương. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng toàn bộ số xương này để chế tạo thức ăn cho mấy bé rồng nhé. Và mình cũng lỡ chế tạo dư một cái golden rồi, từ từ mình sẽ nâng cấp nó lên thành kim cương luôn. Rồi giờ thì mình sẽ cho vào đây và chế tạo thật là nhiều thức ăn cho mấy bé rồng. Wow. Lần này mấy bé rồng ăn mà xỉu luôn rồi, một stack với 9 phần ăn. Mình sẽ cho số thịt bò dư vào đây, da bò cũng vậy luôn, xương nè. Và trong lúc mình cho bé rồng Ender cũng như rồng lửa ăn á, thì đã xảy ra một chuyện rất là thú vị luôn các bạn ơi. 1, 2, 3. Anh Tàn, các bạn thấy đây là gì chưa? Đây là thành quả của bé rồng lửa cũng như là rồng Ender á. Nhưng mình đang hy vọng á, là đây sẽ nở ra một cái con rồng Ender đực. Tại vì rồng Ender đực á, thì sẽ có đôi cánh rất là đẹp và ngầu luôn. Mình cực kỳ thích. Rồi giờ thì cứ chờ đợi thôi. Và ngoài ra rồng Nether cũng đã nở rồi các bạn ơi. Ui. Ui sao bé nó nghịch thế. Rồi để coi coi bé này là đực hay cái nha. Bé này là cái hả? Vậy là bé kia là đực rồi. Ui rồng rồng Nether đực gì đâu mà nghịch thế. Mình vừa mở ra một cái chạy mất tiêu luôn. Ui chưa mình phải cho bé này ngồi xuống mới được. Để vậy thì mình lạc á. Mình coi mình trong đây mình không còn cái amulet nữa. Thôi xong rồi. Phải có amulet thì mới giữ được bé rồng kia. Để bây giờ mình sẽ lấy một cái amulet coi. Ui trong đây mình cất hết amulet rồi. Tìm gấp một cái mới được. Amulet đâu? Bây giờ muốn tìm một cái amulet thì lại không ra nữa. Rồi thế thì toan rồi. Chờ mình qua, sẽ qua cái khu vực căn cứ cái đã. Ừ, cái bé rồng kia nghịch quá, mình không có thể nào kiểm soát được luôn ấy. Rồi qua đây nào. Amulet. Ui amulet không có trong đây luôn hả? Trong người mình thì không còn. Ủa cái bé rồng nào hôm trước mình cho cái rương đâu ta? Hình như rồng rồng nào mà mình đặt cái rương ở trên người nè. Thôi xong rồi, bây giờ muốn tìm cái amulet mà không ra nữa. Không biết trong nhà mình còn cái ngọc Ender để chế tạo không nữa. Rồi thế thì toan rồi. Nhưng mà không sao, giờ mình sẽ lại đây và kiểm tra bé rồng xương coi. Rồng xương, ui rồng xương thì mình không có cho đồ gì vào trong luôn. Ủa hay là trong bé rồng lửa ta? Mình nghi trong bé rồng lửa lắm luôn ấy. Chưa kiểm tra lại một lần nữa nào. Ủa bé rồng lửa này mới lớn mà. Ui không biết có chạy mất không nữa. Tại vì mấy bé rồng con á sẽ rất là nghịch và chạy lung tung không mà. Mình mà sơ sức một xíu ấy là mất luôn, không đùa đâu. Amulet đâu rồi? Ngọc Ender, hình như mình hết ngọc Ender luôn. À đây đây đây, mình còn ngọc Ender nè. Ô tuyệt. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một ít cái đá cội và mình sẽ chế tạo cái amulet nha. Ui suýt nữa thầy. Rồi mình sẽ chế tạo. À còn thiếu sợi chỉ à. Đây có sợi chỉ luôn. Rồi giờ chế tạo hai cái đi. Một cái thì mình sẽ bắt rồng Enchant. Một cái mình sẽ bắt bé rồng Nether nghịch ngợm kia nhá. Thì cái tên đó. Mấy bé rồng này làm hú dí à. Rồi chưa chuẩn bị nè. Rồi ui. Vừa bắt là chạy qua bé rồng khác à. Mình bắt hết thì sao? À bắt hết thì nghỉ chạy nhá. Rồi no bụng nè. Rồi giờ thì ngoan nào. Ngồi xuống. Ôi, hú día với bé này à, thiệt tình luôn á, nghịch ghê á. Rồi giờ đặt cái này đẩy bé vào bên trong thôi. Đó mình cho ngồi là hết chạy đi đâu được các bạn ơi. Rồi tạm thời để ở đó nha. Và rồng xương nè. Rồi mình chan đi ra ngoài đi. Ui. Mà không, cái rương này không có chứa gì hết. Rồi và bây giờ thì mình sẽ qua bên kia. À mà quên nữa, sẵn tiện đây thì mình sẽ ấp thêm một quả trứng rồng hoang dã nữa đi. Mình còn hai quả trứng rồng nè, một gray và một red á. Chắc mình sẽ upgrade đi. Mình sẽ mang theo cái bật lửa nữa. Cái bật lửa đây, có bật lửa luôn. Rồi qua bên kia và vừa cho bé rồng ăn và vừa đợi cho quả trứng rồng nở luôn nhá. Căn cứ đây. Rồi giờ thì mình sẽ chia làm hai cái phần ăn. À mà khoan, hôm trước mình cho bé này ăn trước đúng không? Bé này hiện tại đã 41 ngày tuổi rồi, bây giờ mình sẽ cho bé này ăn lên 41 ngày tuổi luôn đi. 20 nè. Giờ mình sẽ cho bé ấy ăn thêm 11 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, như vậy thì hai bé này đã ngang tuổi với nhau rồi đó.
Ủa, cái này mới ba món mà, quên 10 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, giờ thì đã 41 ngày tuổi ngang nhau rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chia cái số phần ăn này ra làm 2. Cái này cũng vậy luôn. Đó, mỗi bé sẽ được 25 phần ăn, tuyệt vời nha. Rồi, mà khoan, giờ ấp trứng đi. Đặt cái quả trứng rồng ray này xuống nè. Dùng bật lửa. Búp, đó, vậy thì sẽ nhanh nở hơn rất là nhiều. Rồi, giờ thì cho bé này ăn hết 25 phần này nè. Wow, ui, tự động mang giáp kim cương luôn hả? Ui. Ủa sao tự nhiên bé này có cái giáp kim cương rồi? Wow, chuyện lạ nha. Tự nhiên mình cho ăn cái được giáp kim cương luôn hả? Vậy thì tốt quá. Ô, bé này cũng được nè. Wow. Ủa nhưng mà sao mình kiểm tra thì chưa có mà ta. chắc đây có thể là lỗi hình ảnh thôi. Nếu là lỗi thì chắc mình sẽ biến nó thành hiện thực luôn đi. Mình sẽ vào trong nhà và chế tạo giáp kim cương cho mấy bé rồng của mình. Dù sao thì mình cũng có rất là nhiều kim cương mà, đâu có phải sợ gì đâu. Rồi giờ thì mình sẽ làm cái này là cái đuôi cho bé hai bé ấy trước nè. Mà mình cần phải cho vào bàn chế tạo trước. Sẽ coi nào, mình sẽ làm hai cái. Rồi kế tiếp là cái này là cái phần thân. Rồi hai cái thân nha. Cái đầu cũng là hai cái luôn. 1, 2. Và cuối cùng là đôi cánh cũng là hai cái. 1 và 2. Rồi giờ thì là mình đã có giáp cho hai bé rồng của mình rồi. Giờ thì qua bên kia và mặc cho hai bé ấy thôi. Căn cứ để coi quả trứng rồng nở chưa nhá. Quả trứng rồng vẫn đang cháy, hy vọng sẽ nở sớm. Rồi mặc vào. Đó, mặc vào full luôn. Giờ là Ủa kỳ vậy. Ủa mình mặc full giáp rồi mà. Ủa sao phần cánh vẫn chưa có nữa. Chưa, để bây giờ mình sẽ gỡ ra thử coi. Ồ, có có vẻ bé kia bị lỗi hình ảnh của cái bộ giáp rồi. Để thử với bé rồng Emerald thì sao. Ồ, mình không thích như vậy đâu. Bé này thì được nè, bé này thì mặc full giáp rồng được rồi nè. Wow, bay coi. Nó bay lên, yay. Wow, rồi. Đáp xuống. Rồi chuẩn bị rồng cắm cổ xuống nè. Búp. Rồi. Bé rồng đi đáp nhìn buồn cười quá à. Hình như mấy bé rồng này không có biết cách hạ cánh các bạn ơi. Với lại mình chưa có thuần thục được cái kỹ năng lái ấy, thành ra việc đáp xuống hơi khó. Nhưng mà không sao, mình sẽ tập từ từ. Rồi bé này mặc vào. Phải full vậy chứ, vậy thì mới đẹp. Để coi nào. Nó phải full nhá. Ôi nhưng mà giáp lúc hiện lúc có là sao. Thôi tạm thời để cho mấy bé này ở đây đi. Rồi ở đây nhá. Wow, vậy là mình đã có được hai bé rồng ở cấp độ là rồng nở. Wow. Bé rồng Gray đã nở rồi. Và có vẻ bé rồng này là rồng mà Gray hiền nè. Có đôi mắt màu vàng. Wow, như vậy cái đôi mắt sẽ biểu hiện cho sự hiền hay là không hiền ấy. Nhưng bé này nè, có mắt màu đỏ chắc là hung dữ lắm luôn á. Kìa. Còn bé này mắt màu vàng nhìn khá là hiền. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong nhà nè, để mình có thể lấy cái cây gậy rồng ra và điều khiển cái sự bình tĩnh của bé rồng này lại nhá. Rồi giờ lại đây và cho bé ngồi xuống luôn thôi, cũng như là cho bé ấy ở gần mấy bé rồng của mình luôn. Rồi đi vô nhà thôi. Còn bé như vậy thì mình còn cho ngồi trên vai, chứ lớn quá mình đâu có cho ngồi trên vai được đâu các bạn. Để coi nào, cái gậy rồng đây, gậy rồng nè. Rồi sau đó ngồi xuống. Rồi bình tĩnh nào. Đó, đứng yên ở đây nha. Rồi khi nào mà có thêm thức ăn á thì anh sẽ làm cho cưng ăn nha. Rồi tạm thời thì ngồi ở đây đi. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái quả trứng rồng này có chuyển biến gì chưa. Nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó. Vẫn chưa có động đậy gì hết vậy ta. Và giờ thì mới để ý cái bộ giáp của mình nó bị hỏng từ cái trận chiến với hiệp sĩ rồi. Chắc bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà và mặc một bộ giáp khác đi, chứ bộ giáp này mình mặc cũng khá là lâu rồi. Giáp rồng Ender để mình mặc vào thử xem như thế nào nhá. Rồng Ender thì cho mình hiệu ứng kháng cự chuyên về để chiến đấu hả? Cũng được, nhưng mà ban đêm thì mình phải đi ngủ.
Thôi kệ đi, hy sinh thôi chứ sao giờ. Mình không có hiệu ứng nhìn trong bóng đêm giống như là rồng Moonlight ấy. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ một cái rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ lên đường tiếp nha. Hay là mình đổi giáp ta? Ở đây mình có hai bộ giáp, giáp rồng đỏ, giáp rồng băng. Và trong đây còn vải của những cái con rồng hoang dã nữa nè. Chắc giờ mình sẽ làm thử một bộ giáp của bé rồng Bron đi. Rồi đầu tiên là cái nón thử nào. Ồ, cái nón thì vẫn có hình dạng như cũ. Nhưng mà dù sao thì với cái hình dạng như vậy thì mình cũng thích hơn á. Tại vì nó có cái cặp sừng của rồng nè. Giờ mình sẽ mặc vào thử nha. Đó, có cái cặp sừng của rồng nhìn rất là đẹp luôn. Chắc bây giờ mặc tạm cái giáp này luôn đi. Đó, miễn sao đẹp là được. Giờ thì vũ khí của mình cũng rất là tốt rồi mà. Với lại mình có một cây rìu của hiệp sĩ giáp sắt nè. Và một cái nón nữa. Nhưng mà cái độ ngầu thì chắc cái nón... nón nào ngầu hơn ta? Mình thấy thì nón rồng vẫn ngầu hơn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ ra ngoài và nâng cấp vũ khí trước đi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một xíu nha. Ép được gia tài nữa hả? Ôi, rìu mà ép được gia tài luôn. Wow. Mình sẽ ép cái dòng nào nha? Chắc mình sẽ ép sắc bén đi. Tại vì ép sắc bén thì sức tấn công sẽ tăng lên đấy. Rồi, sắc bén nè. Hiệu suất được luôn hả? Ôi, chưa. Bây giờ mình sẽ thử cái tốc độ chặt cây coi. Ui, chặt cây chậm rì hả? Để mình thử mình ép cái dòng hiệu suất coi tốc độ đào có khá hơn không nhá. Hiệu suất đây, hiệu suất 5 luôn. Rồi, kiểm tra lại nào. Ui, nó cũng vậy hả? Nó không có tăng lên được là mấy ấy. Mặc dù đã có hiệu ứng đào nhanh của nàng tiên rồi. Thôi, trả lại. Không cần đâu. Trả lại đi. Rồi, trả lại rồi đó. Rồi, giờ thì mình sẽ sử dụng cây rìu này để chiến đấu nha. Tại vì các bạn coi này. Boom. Yay. Đó chính là skill đập rìu đấy. Boom. Nó đất sẽ bay lên luôn. Ui, đập một phát cái thảm mình nó nhúc nhích luôn nè. Đó. Uy lực ghê chưa. Rồi, tiếp theo là cái nón coi nào. Cái nón hình như không có enchant được. Nón không enchant được các bạn ơi. Kệ, từ từ mình sẽ tìm những cái quyển sách nào mà thích hợp á. Và mình sẽ cho vào cái nón này sau nhá. Tạm thời thì cho nó ở cái trạng thái mặc định đi. Nhìn cho nó đẹp. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ... sẵn tiện đây á, thì mình sẽ qua ngôi làng băng để tìm anh nhân làng bán cái sapphire coi. Cái đợt trước mình tìm nhưng mình không thấy ấy. Đây. Và mình sẽ mang theo một ít cái chai thủy tinh luôn. Lỡ mà có gặp rồng á, hoặc là có những cái xác rồng thì mình sẽ lấy máu của rồng về nhá. Rồi, giờ thì qua cái khu vực hang rồng thôi nào. À không, làng băng chứ. Đây, làng băng nè. Ui, cái tên này. À, sẵn tiện đây. Cho người biết thế nào là lợi hại. Bùm. Ui, mình chặt một phát bay. Ui. Lại là rồng hả? Ui, hai con rồng luôn. Nó phun băng. Được, lại đây. Cần hai luôn nè. Chiến đấu luôn, dùng cây rìu này chiến đấu luôn các bạn ơi. Chiến đấu quá. Ồ, thì ra đây là đại ca của con rồng này à. Dám hai đánh một cũng quất luôn. Dám đánh với mình. Au. Định gấp mình bay lên trời hả? Không có dễ đâu. Ta cũng biết bay nữa đấy. Rồi, tiêu diệt hai con rồng này nào. Nhưng mà bây giờ mình mới để ý hai con rồng này khác nhau nha. Con rồng bên phải là con rồng băng nè. Còn con rồng này bự quá, mình chưa biết là rồng gì nữa. Chắc cũng rồng băng á, nhưng mà màu của nó khá là đậm. Rồi, tiêu diệt nào. Ui, mình chặt một phát tuyết văng tùm lum luôn. Rồi, Đập rìu nè. Mình sẽ xong cho mấy con này tấn công mình luôn. Dám chống với bộ giáp rồng của mình hả? Mặc dù không có hiệu ứng nhưng mà mình vẫn có thể dùng kỹ năng chiến đấu của mình để tiêu diệt hai con rồng này. Hình như mặc bộ giáp này bọn chúng hoảng sợ á, không có đánh mình luôn nè. Giờ chỉ biết xoay xung quanh mình thôi chứ đâu có đánh được mình đâu. Ồ, vậy là đây là bộ giáp để khắc tinh những cái con rồng hoang dã rồi. Chứ mình mà mặc giáp rồng nguyên tố à, thế nào cũng bị mấy tên này đóng băng cho coi á. Rồi, tiêu diệt thôi. Nhưng mà sức tấn công của cái vũ khí này không được cao, thành ra khá là mất nhiều thời gian đấy. Rồi, một tên rồi. Một tên rồi nè. Tên này cũng phải nằm xuống đi chứ. Tiêu diệt. Đặt rìu. Rìu xoát. Ui. Hình như đàn em của hắn nằm xuống rồi thì hắn đã tức giận rồi á. Bình tĩnh nào. Ồ, đúng luôn, đàn em của hắn nằm xuống thì mình sẽ tiêu diệt hắn bằng cây kiếm lửa nè. Nghỉ bài nha, đây là kiếm để khắc tinh con rồng này. Hay là dùng kiếm băng ta cũng được. Cho ngươi thành
Rồng ướp nước đá luôn. Rồng ui ui, bắn cầu tuyết nữa. Rồng ướp nước đá nè. Chuẩn bị đi. Đỡ đi. Đỡ đi. Đỡ đi. Đỡ đi. Ồ, đây có thể nói là tư thế rồng đáp xuống đẹp nhất mà mình từng thấy nè. Ồ, các bạn có thấy đây là cái dáng gì không? Đây là dáng trồng cây chuối của rồng á. Thôi chắc con rồng này mình không có lướt xác đâu. Mình sẽ lên lướt xác của con rồng trên đi. Tại vì con rồng này đáp cái tướng đẹp quá mà. Lần đầu mình thấy rồng mà trồng cây chuối luôn á. Mình cứ tưởng chỉ có rồng của mình mới thích trồng cây chuối thôi. Nhưng mà rồng hoang dã vẫn thích chứ các bạn ơi. Rồi lại đây và lấy máu của rồng thế nào. Con rồng này bé chắc không có trứng đâu. Thành ra mình cũng không có hy vọng nhiều. Rồi lấy những cái khúc xương thôi. Ui tính ra cái chỗ này nó... Ui ui, cái gì nữa đây? Ui con gì mình đang... Con gì mà to thế? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Hiệp sĩ băng giá à? À đang ngủ, đang ngủ. Ngồi để coi coi gần đây có rương không. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ui cái gì? Ấy à. Ui nó hoa đá mình. Ui như cung không có tác dụng với cái tên này. Ấy à. Oh no. Hình như cái viên ba lê trước miệng của hắn ấy là sẽ gây hiệu ứng đóng băng cho mình á. Ấy à. Ồ oh, thì ra người cũng biết đóng băng hả? À. Ta cũng biết đóng băng. Ấy à. Bay thôi, chuẩn bị bay nè, chuẩn bị bay. Chạy. Không kịp rồi, chạy thôi. Ui, mày quá. Ui, tên này có sức mạnh thật là ghê sợ. Ai? Hóa đá hoài, ai mà chơi lại. Không công bằng. No, tao cũng phải hóa đá người. Ai da. Ui. Ai da, rồi xong rồi. Ui không có né kịp luôn á. Đã vậy rồi chiến đấu tới luôn. Đừng. Cảm ơn. Người giáp. Thôi. Ui tên này mạnh quá. Ui hắn thấy luôn hả. Ui hắn bự quá. Ây da. Ui. Ô, tỉnh nào. Ơ. Ô, cái tên này quá mạnh rồi. Ô, đánh với tên đó giật kinh khủng luôn ấy. Không biết cách nào để trị tên đó không ta. Vũ khí của mình thì mình nghĩ không thể nào mà tiêu diệt hắn dễ dàng đâu. Tại vì cây này thì đánh khá là chậm và sức tấn công cũng không nhiều nữa. Nhưng mà nếu sử dụng mấy bé rồng thì mình thấy không công bằng. Được, bây giờ mình có cách rồi. Giờ thì mình sẽ trang bị cho mình một trái táo vàng đi. Dù sao có táo vàng thì khả năng hồi phục cũng tốt hơn. Mình sẽ sử dụng một trái táo vàng này. Tại vì đây là một cái đối thủ khá là nguy hiểm ấy. Thành ra mình mới sử dụng táo vàng thôi. Rồi trở lại nào. Ây da. Anh chuẩn bị ăn trái táo vàng nào. Né hắn đông băng, Ồ may quá mình né kịp. Chơi trò bóng tuyết người nè. Sợ chưa. Ui hình như hắn không sợ bóng tuyết các bạn ơi. Nó được nè. Chọi bóng tuyết. Ui thôi không chọi nữa. Ui chọi bóng tuyết cho tên này nguy hiểm lắm, hắn đóng băng mình á. Dám khỏi bay, khỏi ai. Rồi combo tới bến luôn. Giờ không sợ gì nữa. Chạy hả? Chạy đâu con sâu. Cuối cùng thì khi mà mình chiến đấu một cách oanh liệt hơn thì mới có thể tiêu diệt được. Ui. Ồ, đây là cái viên pha lê trước miệng của hắn nè. Cái này là thứ giúp hắn có thể đóng băng mình nè. Wow, tuyệt vời. Được, có thêm một cái vũ khí mới rồi. Và đây có một cái xác của con rồng mà hôm trước mình chưa có kịp lấy nè. Giờ mình sẽ dùng cái chai thủy tinh này để lấy thật là nhiều máu rồng về. Được 5 cái máu rồng á, khá tốt. Rồi kiểm tra coi. Được thêm ít xương. Rồi ổn.
Và bây giờ mình sẽ tìm cái anh dân làng nào bán cây spear nhá. Có vẻ ngôi làng này không có dân làng bán cây spear rồi các bạn ơi. Cái cây giúp mình có thể câu cá dễ dàng hơn ấy. Anh này thì sao? Ui anh này cũng không có bán luôn. Ui nè nè nè, ảnh cầm nè, nhưng mà mình trao đổi thì ảnh lại không có chịu bán cho mình. Hay là mình phải đổi với ảnh thật là nhiều ta? Đó, mình đã đổi với ảnh hết rồi nè, hy vọng anh sẽ nâng cấp lên. Ui sao anh lừa thế? Nè các bạn thấy chưa? Rao á là cầm cây spear nè, nhưng mà bán đồ thì không bán cây spear cho mình. Ôi hôm nay mình bị dân làng lừa rồi. Đổi thêm một lần nữa nè. Rồi lần này là phải bán cây spear cho mình nhá. Kiểm tra. Anh dân làng, anh có tin tôi đóng băng anh không? Nghĩ sao cũng biết nữa, mình mười mấy viên spear luôn á. Mà giờ lên đây còn có 7 viên à mà không được cái nào hết. Ui. Ui rồng trồng cây chuối mỏi chân quá nằm rồi. Ui và rồng này đẹp cực luôn á, để mình coi đây là rồng gì nhá. Lần đầu mình thấy là rồng này luôn á, màu khá là khác. Đây cái này mình sẽ đổi thành những cái khối tuyết đi để cho nó chấm chấm trội một xíu. Còn nào đây là rồng gì đây? Rồng băng. Ồ đây là rồng băng. Sapphire. À đây là rồng Sapphire. Ồ thì ra là vậy. Rồng Sapphire à. Ui đây đây có nhân làng nè. Ui hy vọng anh này sẽ không lừa mình nhá. Cái anh bên kia lừa mình rồi, hy vọng anh này sẽ không có lừa mình nữa. Làm ơn đổi cho mình cây Sapphire đi. Thôi ok bye bye mấy anh nhân làng nha. Bye. Thôi giờ mình về đây đập cửa cho mấy zombie vô đánh mấy ảnh luôn đi. Chơi mà lừa mình rồi, lừa mình hết mấy cái viên Sapphire luôn rồi. Giỏi thật sự luôn. Nhưng mà mình được một ít cái máu rồng nè. Ok khá tốt á. Giờ mình sẽ cho những cái máu rồng vào trong này đi. Máu rồng đợt trước mình cho vào đâu ta? Cho vào đúng chỗ đi, đó cho vào trong này nè. Thì sắp tới mình sẽ tìm lại một cách dễ dàng hơn. Và lần này mình có một cái vải của rồng hoang dã mới rồi, để mình thử chế tạo cái bộ giáp xem coi nó có đẹp không nhá. Cái màu này mình nghĩ sẽ đẹp nè, màu xanh nước biển. Wow, cực đẹp luôn. được. Rồi. Vậy là mình đã có được một bộ giáp của rồng Sapphire rồi. Giờ mình sẽ mặc thử vào coi có hiệu ứng gì không nha các bạn. Có vẻ những bộ giáp này không có hiệu ứng rồi. Nhưng mà không sao, miễn sao đẹp là được. Rồi cất vào. Cây gậy rồng thì mình sẽ để ở đây đi, để từ từ mình điều khiển mấy rồng của mình. Và bây giờ thì mình sẽ... À khoan, trong thời gian giới tập mình đã tìm ra được cái hang ổ của rồng Winter rồi. Wow, quên nữa ta, nãy giờ lo chiến đấu quên nữa. Giờ mình cần phải xuống dưới và lấy cái quả trứng về thôi. Và để tìm được cái chỗ của trứng rồng Wither cũng như là trứng rồng zombie thì mình phải nằm xuống 3 lần lận các bạn ơi. Đi xung quanh đây rất là nguy hiểm luôn. Ở trên mặt đất thì không có sao đâu, chứ xuống dưới đây là quái nó tấn công mình đầy luôn ấy. Rồi giờ thì mình sẽ lại cái chỗ trứng rồng đầu tiên nhá. Hình như đây là chỗ của rồng Wither thì phải. Coi nào. Mình phát hiện nó. À đây. Đó. Các bạn có thấy gì không? Nó xuất hiện ngay chỗ này nè, mình cũng không ngờ tới luôn á. May mà mình để ý có những cái sợi tơ nè. Đó, và quả trứng rồng nằm tiết ở phía dưới kìa. Giờ mình sẽ xuống dưới một cái. Ao. Ui, nó sâu tới bedrock luôn á. Rồi, và ở đằng này có cái rương nè. Giờ mình sẽ lấy cái quả trứng rồng trước. Đúng luôn, trứng rồng Wither. Rồi, và... Ồ, có cái tối vàng enchant nè, khá tốt. Giờ mình sẽ... cái này lấy hết rương luôn đi. Lấy cái rương về luôn. Ây da, mắc kẹt. Mắc kẹt, đừng. Ui, mắc kẹt rồi. Ui, suýt nữa thì ui, hết mắc kẹt ở dưới, lên đây là dính tơ nhện. Chỗ này tơ quá trời luôn à. Rồi, vậy là xong được một cái quả trứng đầu tiên rồi đó. Và mình được thêm hai trái táo vàng enchant nè, một chai kinh nghiệm cũng như là một ít cái đồ linh tinh. Giờ mình sẽ vứt bớt cái netherrack nè, đất, đá củi vứt luôn, thuốc súng không cần, sao sen không cần luôn. Rồi vứt ra. Mana cái ship mình có nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn vẫn giữ đi. Rồi giờ thì mình sẽ qua cái chỗ hang rồng thứ hai nhá. Cái chỗ này thì nó sẽ xa hơn và có một điểm đặc biệt á là nó có khá là dễ phân biệt hơn cái chỗ đầu tiên, tại vì chỗ đầu tiên nó được ngụy trang bằng những cái khói thạch anh, còn cái này thì hình như có những cái cục đá đâu ta? Để mình nhớ coi. À đây, ở bên đây nè. May mà mình có phát hiện những cái cục đá ở đây và nó cũng khá là sâu ở phía dưới.
Đó đó đó, đây là quả trứng rồng thứ hai nè. Wow. Ui ui cháy. Đừng có cháy quả trứng rồng của tôi. No 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 no. Nguy hiểm quá, giờ mình phải lắp lại cái đã. Mình phải tìm cái gì đó để lắp lại để không thôi lỡ mà nó rơi vào lava là mất trắng luôn á. Ao ao ao, nguy hiểm thế. Lắp lại. Lắp lại, rồi rồi rồi, lấy thêm một vài khối nữa. Vậy cho chắc các bạn ơi, chứ trứng rồng này rất là cực khổ để tìm, mà lỡ mà nó rơi vô lava thì không biết sao. Mình đem về ấp nữa. Lấy về. Cái này là Zombie Raven Edge. Đúng luôn. Mà cái này có một ít cái đồ nữa nè, mình sẽ mang về hết. Rồi, mắc kẹt nữa. Coi nào, mình sẽ bay lên trên trước cái đã, đừng có mắc kẹt nữa mà. Thiệt tình có những cái mạng nhện gây mắc kẹt khó chịu ghê luôn. Giờ mình sẽ kiểm tra coi gần mình khám phá khá là nhiều rồi. Và còn chỗ nào mình chưa đi không ta? Ở đây hình như nó còn một vài tòa thành nữa, nhưng mà từ từ mình sẽ khám phá sau đi. Giờ chắc quay về cánh cổng thôi các bạn ơi. Ây da, ui mắc kẹt nữa. Rồi về nhà thôi. Đó, có hai quả trứng này rồi mình sẽ về nhà và up nó luôn nhá. Và để up những cái quả trứng Wither nè, cũng như là quả trứng rồng ác, quả trứng rồng mà zombie á, thì mình cần phải up vào chỗ tối, tại vì đây là những quả trứng rồng của những sinh vật ác mà. Và coi nào, quả trứng rồng Ender mình phát triển như thế nào rồi ta. Vẫn chưa có động tĩnh gì nữa. Tiếc ghê luôn á. Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình sẽ vào cái chỗ mà mình up trứng rồng mà skeleton đấy để mình up nhá. Rồi chỗ này sẽ rất là tối luôn, đảm bảo mấy bé này sẽ phát triển một cách bình thường. Và để đảm bảo tối hơn thì chắc mình sẽ lắp nó lại luôn ấy, lắp cho nó thiệt là chật á, thì như vậy sẽ không có ánh sáng lọt vào các bạn ơi. Mình coi nào, mình có một ít cái khói ở đây, chắc mình phải làm thêm một ít cái đá cuội nữa. Đây, kích hoạt nè. Rồi tạm thời là như vậy đi. Sau đó thì mình sẽ rào lại nhá, để đảm bảo không có ánh sáng lọt vào. Như vậy thì từ từ sẽ nở ra thôi. Nhưng mà mình phải xuống đây để kiểm tra thường xuyên á, để không thôi mấy bé này lớn không hay như bé rồng xương lúc trước thì khổ. Rào đây một cái. Đó, để mình có thể quan sát vào bên trong nhá. Vậy là ổn rồi đó. Rồi ok, giờ thì mình sẽ ra bên ngoài, rào chỗ này lại một cái và đợi cho hai bé rồng đó phát triển ra bình thường thôi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã sở hữu hai quả trứng rồng còn lại trong thế giới rồng của chúng ta, đó chính là rồng Wither nè và rồng Zombie. Ngoài ra thì mình đang up thêm một quả trứng rồng Ender nữa, để trong thời gian với hai tập thì hy vọng ba quả trứng rồng này sẽ cùng nở ra cho mình những bé rồng thật là mạnh nhá. Và ngoài ra thì mình cũng có up thêm một bé rồng Gray nè, mình sẽ cố gắng thăm thêm những cái thức ăn để cho bé mau lớn, để bằng tuổi với mấy bé rồng còn lại nhá. Và chiến đấu với một cái tên quái vật băng giá và nhặt được một cái Eye Crystal, thứ sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong thời gian sắp tới luôn. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.